Sáng nay 28 tháng 12, Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hà Dìm Cơ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2022, Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 29.291 cụ với số tiền hơn 23 tỷ đồng. Có 68.444 người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 27.000 người cao tuổi có lương hưu, hơn 8.600 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, hơn 23.000 người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Có hơn 184.000 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, hơn 100.000 người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Tổng kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng là hơn 18 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hở Diêm cờ đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng kết quả Hội người cao tuổi đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị năm 2023, Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phong trào tuổi cao gương sáng, tổ chức tốt tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023, chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho hội viên.